Xin chào, lại là Trang Tây và hôm nay Trang rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: tại sao bệnh nhân mắc bệnh sởi thì cần bổ sung đầy đủ vitamin A? Nếu các bạn quan tâm về bệnh sởi thì trong video ngày hôm nay Trang có 4 phần chính ha. Trang sẽ chia sẻ một cách khái quát về bệnh sởi để cho chúng ta tìm hiểu cùng với những cái kiến thức tổng quát nhất thôi các bạn ha. Phần đầu tiên, bệnh sởi là gì? Nguyên nhân gây ra bệnh sởi. Thì ở phần đầu tiên này nó có hai phần nhỏ mọi người ha. Một là bệnh sởi là gì? Và thứ hai là nguyên nhân dẫn đến bệnh sởi. Thì đầu tiên Trang sẽ chia sẻ cái thông tin bệnh sởi là gì trước ha. Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc họ Parabisovirus gây ra. Thì nhiều người nghĩ rằng sởi chỉ gây nên những cái vấn đề sức khỏe thôi, ít khi nào nghiêm trọng đến như là phát ban sốt nhẹ thôi. Nhưng thực tế rằng sởi nó có thể dẫn đến những cái biến chứng rất là trầm trọng, đặc biệt nó nguy hiểm đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 1980, trước khi vaccine sởi được tiêm chủng mở rộng thì có gần 2,6 triệu người tử vong mỗi năm. Thì chỉ tính riêng năm 2012 thì có 122.000 trường hợp tử vong toàn cầu do sởi. Mỗi ngày thì có 330 ca tử vong, mỗi giờ trôi qua có 14 ca tử vong. Vaccine phòng sởi đã được sử dụng trong suốt 50 năm qua rồi cả nhà nhé, được chứng minh là an toàn, hiệu quả và ít tốn kém. Thì trong giai đoạn năm 2000 đến 2012, vaccine phòng sởi đã giúp giảm 78% số ca tử vong trên toàn thế giới. Tuy nhiên thì sởi vẫn là một trong những cái căn bệnh phổ biến ở các nước đang phát triển ở khu vực châu Á, châu Phi, với hơn 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi sởi mỗi năm. Thì hơn 95% trường hợp tử vong do sởi gây ra ở các nước có thu nhập thấp, cơ sở hạ tầng y tế yếu kém. Theo dữ liệu của WHO, thì năm 2023, số ca mắc sởi tại châu Âu là hơn 300.000 ca, tăng 30 lần so với năm 2022. Tại Tây Thái Bình Dương thì số ca mắc sởi cũng tăng lên là 25%. Năm 2024, Việt Nam được cảnh báo có nguy cơ bùng phát sởi theo cái chu kỳ dịch 5 năm một lần. Thì trong hai chu kỳ bùng phát sởi gần nhất là 2014 và 2019, nước ta ghi nhận số ca mắc sởi tăng cao. Thì năm 2014, nước ta có hơn 35.000 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Trong đó có 6.000 ca sởi, 147 trường hợp tử vong liên quan đến sởi. Năm 2019, cả nước ghi nhận 40.000 ca sởi với 4 ca tử vong. Năm 2020 có hơn 3.000 ca. Thì trong giai đoạn 21 đến 23, trung bình mỗi năm ghi nhận 300 đến 500 ca mắc sởi. Trong 3 tháng đầu năm 2024 ghi nhận 130 trường hợp mắc sởi, tăng 1,4 lần so với chu kỳ năm 2023. Thì đó là đôi nét về bệnh sởi. Rồi phần thứ hai là nguyên nhân dẫn đến sởi. Thì nguyên nhân mắc những cái ca sởi gia tăng là do tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi giảm mạnh trong đợt dịch COVID-19. Bên cạnh đó thì việc gián đoạn cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2023 gây nên những cái tác động không nhỏ trên cái tỷ lệ là tiêm chủng vaccine cho trẻ em toàn quốc. Ngay cả số lượng vaccine phòng sởi trong chương trình tiêm chủng dịch vụ thời điểm đó cũng rất là hạn chế, dẫn đến tình trạng nhiều trẻ em chưa được tiêm ngừa vaccine sởi theo cái lịch đã định đó mọi người ha. Có nghĩa là đúng cái độ tuổi và đi tiêm, và sau một tháng thì người ta sẽ nhắc lại một mũi nữa. Thì bệnh sởi lây qua đường nào?
là một trong những cái câu hỏi được mọi người hỏi rất là nhiều cũng như là quan tâm. Thì sỏi là căn bệnh dễ lây lan, dễ bùng phát thành dịch lớn. Sỏi có thể lây qua đường hô hấp nè, khi tiếp xúc trực tiếp với những cái dịch tiết như là mũi, họng của bệnh nhân. Thì theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, thì sỏi sẽ dễ lây lan đến mức đến là 90% người chưa có miễn dịch với sỏi sẽ mắc bệnh nếu tiếp xúc gần với bệnh nhân bị sỏi. Thì một bệnh nhân bị sỏi sẽ lây cho 12 đến 18 người chưa từng mắc bệnh hoặc là chưa từng tiêm phòng. Ngoài ra thì sỏi có thời kỳ lây bệnh, truyền bệnh rất là dài. Thì bệnh có khả năng lây truyền vào thời điểm trước khi phát ban 4 ngày và sau khi phát ban 4 ngày. Thì sỏi có khả năng lây truyền cao, chỉ có thể chặn đứng nguy cơ lây lan dịch khi cái tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đạt 95% trở lên. Thì để đạt được cái điều này thì chúng ta phải tiêm vaccine phòng bệnh sỏi rồi cả nhà ha. Thì khi mà chúng ta đi ngang những cái trạm y tế đó thì mọi người thấy là có dán một cái băng rôn ở đó là tiêm vaccine sỏi cho trẻ em từ 1 đến 5 tuổi đó. Thì khi mà chúng ta thấy có lịch thì chúng ta đưa con em của mình đến tiêm ha. Nếu như mà con chưa tiêm đủ hai cái mũi vaccine sỏi đó thì cả nhà lưu ý nha. Phần thứ hai, tại sao bệnh nhân sỏi nên bổ sung đầy đủ vitamin A? Thì đây là một trong những cái câu hỏi ở cái phần chủ đề các bạn quan tâm đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm câu trả lời với Trang. Thì vai trò của vitamin A đối với bệnh nhân bị sỏi. Thì sự thiếu hụt vitamin A không chỉ làm suy yếu khả năng miễn dịch của trẻ đâu, mà dễ dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh sỏi, chẳng hạn như là viêm loét giác mạc, thậm chí có thể gây mù lò, rất là nguy hiểm cả nhà ha. Thì các triệu chứng thiếu vitamin A mọi người ha, ở trẻ mắc sỏi bao gồm quáng già và cái vệt detox đó mọi người, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của trẻ. Thì nghiên cứu cho thấy việc bổ sung vitamin A kịp thời có thể giúp giảm 50% nguy cơ tử vong do những cái biến chứng của sỏi. Thì bệnh sỏi thường khiến cho trẻ em là mệt mỏi, chán ăn, gặp phải những cái tình trạng nhiễm trùng, nôn ói, tiêu chảy, làm suy giảm cái khả năng hấp thụ những cái dưỡng chất vào cơ thể, dẫn đến suy dinh dưỡng. Cho nên là việc bổ sung những cái thực phẩm và vitamin A cần thiết rất là quan trọng. Bởi vì nó không những giúp cho trẻ cải thiện được sức đề kháng mà còn giúp cho trẻ ngăn chặn những cái biến chứng nghiêm trọng như là tiêu chảy cấp và nhiễm khủng hô hấp nữa. Thì cái việc bổ sung vitamin A này thì sẽ theo chỉ định của bác sĩ các bạn nha. Khuyến cáo về việc bổ sung vitamin A cho trẻ mắc bệnh sỏi á, thì bác sĩ sẽ là người chỉ định mọi người. Do là vitamin A đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc ngăn ngừa những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh sỏi, Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo nên sử dụng vitamin A liều cao trong quá trình điều trị bệnh sỏi cho trẻ. Cho nên cái này là bác sĩ sẽ chỉ định cả nhà nha, chứ không tự ý cho trẻ em dùng. Mục tiêu của việc này là giúp cho trẻ nhanh chóng phục hồi, tăng cường khả năng miễn dịch và hạn chế những cái biến chứng sau khi mắc bệnh. Theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, thì tất cả trẻ em mắc sỏi đều phải được bổ sung vitamin A dưới sự giám sát của bác sĩ. Cả nhà lưu ý giúp Trang ha. Tuy nhiên thì các bậc phụ huynh cần lưu ý rằng không nên tự ý bổ sung vitamin A cho trẻ. Bổ sung sai liều lượng có thể gây ra những cái hậu quả rất là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, làm tổn hại đến sức khỏe của trẻ. Việc bổ sung vitamin A cần được thực hiện đúng liều dưới sự chỉ định của các bác sĩ để đảm bảo sự an toàn cho trẻ trong cái giai đoạn điều trị bệnh sỏi. Thì cái này là trong cái phác đồ khuyến cáo của Tổ chức Y tế và Bộ Y tế của nước ta. Cho nên là mọi người xem
để có thêm cái kiến thức cho mình, để trả lời được cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc. Chứ ở đây Trang không có khuyên mọi người tự ý bổ sung vitamin A cho trẻ khi chưa có bất kỳ những chỉ định nào. Phần thứ ba, cách phòng ngừa bệnh sởi an toàn. Phòng ngừa an toàn nhất chỉ có thể là tiêm vaccine thôi cả nhà ha. Thì trẻ sơ sinh trên 6 tháng tuổi và những người sinh năm 1957 trở về sau thì cần được tiêm vaccine phòng sởi đầy đủ để tránh mắc bệnh. Rồi, chúng ta nhớ là cách ly với người bệnh thì bệnh sởi có khả năng lây lan cao trong khoảng là 4 ngày trước khi phát ban và 4 ngày sau khi phát ban. Do đó, những người khỏe mạnh thì cần cách ly tuyệt đối với những người mắc bệnh sởi. Đặc biệt là những người chưa từng được tiêm vaccine thì chúng ta phải cách ly ha, để tránh cái trường hợp là bạn bị người mắc bệnh sởi truyền bệnh lây qua cho mình đó. Thì chúng ta lưu ý mọi người ha, thì tiêm vaccine là một trong những cái cách đơn giản, hữu hiệu và an toàn nhất khi mà chúng ta phòng sởi. Phần thứ tư, những nhóm thực phẩm nên bổ sung khi mắc bệnh sởi. Hồi nãy giờ chúng ta nhắc đến vitamin A đúng không ạ? Thì không uống được khi mà chúng ta ở nhà, thì bây giờ chúng ta sẽ bổ sung từ những cái nguồn thực phẩm giàu vitamin A đưa vào cái khẩu phần dinh dưỡng. Thì vitamin A có nhiều trong thức ăn, có nguồn gốc từ động vật, nhất là ở gan, ở thịt, ở cá chép, cá quả hay còn gọi là cá lóc đó mọi người, cá ba sa, cá bông lau, cá hồi, cá trích, trong trứng, trong sữa, v.v. Bên cạnh đó thì những thức ăn có nguồn gốc thực vật có màu vàng, màu đỏ, màu cam và những cái loại rau ăn lá có màu xanh đậm. Thì nó cũng chứa rất nhiều những cái hàm lượng beta-carotene cần thiết cho cơ thể. Tức là rau ngót, rau cải, rau bai, mồng tơi đó các bạn nha. Thì vitamin A là một loại vitamin tan trong chất béo, nên là chế độ ăn của trẻ cần phải bổ sung thêm dầu mỡ để cho dễ hấp thu những cái tiền chất vitamin A đưa vào cơ thể, để cơ thể chúng ta nó chuyển hóa thành vitamin A để sử dụng mọi người nhé. Rồi, chúng ta nhớ bổ sung những thực phẩm giàu kẽm trong bữa ăn của trẻ. Kẽm nó sẽ giúp phát triển và duy trì đầy đủ cho cái hệ thống miễn dịch, giúp bảo vệ cơ thể, làm lành vết thương. Thì khi cơ thể bị thiếu kẽm, chức năng miễn dịch cũng bị tổn thương, tăng nguy cơ mắc những cái bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm virus và nó gây nên những cái khả năng bị suy dinh dưỡng, gia tăng sự tăng trưởng phát triển của trẻ, thậm chí là tăng cái nguy cơ tử vong. Thì khi trẻ mắc bệnh sởi, trong bữa ăn hàng ngày thì cần bổ sung thêm những cái thực phẩm giàu kẽm như là tôm nè, hàu nè, gan lợn, sò, thịt bò, đậu nành, hạt hạnh nhân, ốc chó vân vân, hạt điều hoặc là đậu xanh nảy mầm đó mọi người ha. Thì trong cái nhóm thực phẩm chọn những cái loại dễ hấp thu để khi mà cho trẻ ăn trong cái thời gian này để nhanh hồi phục sức khỏe hơn. Còn trẻ trong thời gian đang bú sữa mẹ đó thì cần tăng cường cho trẻ bú các bạn ha, để những cái thức ăn mà mẹ ăn vào đó thì nó sẽ được truyền sang con. Thì ngoài việc bổ sung kẽm từ thực phẩm thì trẻ bị sởi cũng nên bổ sung 10mg kẽm trên một ngày đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi và 20mg gam kẽm trên một ngày cho trẻ trên 6 tháng tuổi, đợt điều trị 14 ngày. Tuy nhiên khi bổ sung kẽm thì bố mẹ cũng cần đặc biệt tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ ha, để sử dụng đúng đủ cái lượng kẽm cho con mình trong cái độ tuổi của con để tốt nhất cho sức khỏe của trẻ. Bên cạnh những thực phẩm giàu vitamin A và kẽm thì cũng phải tăng cường những thực phẩm giàu vitamin C. Thì bổ sung vitamin C nó sẽ giúp cho cơ thể chống lại dị ứng, tăng những cái chức năng miễn dịch, giúp cơ thể khỏe mạnh và mau lành bệnh hơn.
Vitamin C thì có trong những cái loại trái cây như là cam, xoài, bưởi, dưa hấu, vân vân, các loại rau có màu xanh đậm. Thì trong thời gian mà trẻ bị bệnh đó, bố mẹ nên cho trẻ uống 1 đến 2 cốc nước ép hoa quả đó để tăng cường cái hệ thống miễn dịch lên. Không phải là 1 2 cốc là chúng ta cứ cho trẻ uống như người lớn mọi người nha, mà chúng ta cho trẻ uống vừa đủ thôi. Từng ít một, chứ không phải là bắt trẻ uống càng nhiều là càng tốt đâu. Thì các bậc phụ huynh nên lưu ý cái khẩu phần ăn của trẻ đó nên được chia nhỏ ra nè, chọn những cái thực phẩm dễ tiêu, chúng ta có thể nấu lỏng ra để cho trẻ dễ ăn, để khi sử dụng đó thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái hệ tiêu hóa của trẻ và giúp cho trẻ dễ hấp thụ hơn trong cái bữa ăn của mình. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải giữ vệ sinh những cái dụng cụ nấu ăn cho trẻ, rửa tay thật sạch trước khi nấu ăn và sau, và rửa tay thật sạch trước khi cho trẻ ăn. Sau khi cho trẻ ăn xong thì chúng ta cũng phải rửa tay sạch lại cùng với xà phòng diệt khuẩn mọi người ha, và mang khẩu trang để tránh lây nhiễm bệnh. Và đó là những cái cách để giúp cho mọi người chăm sóc sức khỏe của trẻ gặp vấn đề về sởi tốt nhất. Và tốt nhất khi mà chúng ta nghi ngờ trẻ mắc bệnh sởi thì nên đưa trẻ đến bệnh viện các bạn ha, đến các cơ sở y tế gần nhất đó để được các bác sĩ thăm khám và chuẩn đoán xem thôi có phải mắc bệnh sởi hay không để có hướng điều trị tốt hơn. Và một trong những cái cách phòng bệnh sởi tốt nhất, đơn giản nhất, tiết kiệm nhất và an toàn nhất đó chính là hãy cho trẻ đi tiêm vaccine đi cả nhà ha. Tiêm vaccine theo đúng độ tuổi tiêm chủng của trẻ, theo cái lịch tiêm chủng mà bác sĩ đã hẹn mọi người đó. Hoặc là chúng ta chưa có cho trẻ tiêm sởi lần nào nhưng mà trẻ còn nằm trong giai đoạn là từ dưới 10 tuổi thì mọi người cũng nên đưa trẻ đi tiêm chủng đi hết. Để tốt nhất cho sức khỏe, để tạo nên một cái hàng rào miễn dịch để phòng chống được cái bệnh sởi tốt hơn. Thì Trang hy vọng rằng với những cái kiến thức mà Trang chia sẻ ngày hôm nay đó thì cũng đã một phần nào đó giúp ích cho mọi người tìm hiểu về bệnh sởi một cách khái quát nhất, cơ bản thôi. Chứ Trang thì không có đưa ra bất kỳ những cái chuẩn đoán, những cái chỉ định hay là thay thế bất kỳ cái phương pháp điều trị y khoa nào. Cho nên các bạn cần lưu ý và cân nhắc ha. Ngay từ bây giờ thì chúng ta phải phòng bệnh bằng vaccine, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, cho chính bản thân mình cùng với những thực phẩm giàu dinh dưỡng, những thực phẩm tăng cường cái sức đề kháng lên để ngăn ngừa những cái bệnh các bạn nhé. Và nếu các bạn yêu thích những kiến thức mà Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại. You